Khi mà chị hay được cái thông tin là anh Thanh đây, anh dùng một cọng dây anh ra đi tại cái nhà đó, là lúc đó ai là người cho chị hay chị? Em nghe trong tiệm cô Tư và là bà cái sạn trong á, đi tiệm người ta cho em hay. Dạ. Là nó thắt cổ, nó tự giận, nhưng mà em không tin. Tại vì ngày xưa chồng của em hiểu, nó rất là chết nhát. Dạ. Một miếng tay thôi là nó muốn xỉu rồi. Trời ơi. Thấy máu rồi nó đã xỉu rồi. Em không tin bao giờ là mày nó tự giận, không tin luôn. Dạ. Cứ ngỡ là người ta nói chơi không à. Nhưng mà không hiểu tại sao cái sự chuyện nó lại như vậy, không hiểu được. Tí lịch tí là làm chào mọi người già các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì có một cái vụ chấn động ở cái chân là ấp Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú của huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì một cái ông anh thì năm nay là 41 tuổi thì đã qua đời một mình ở trong một cái căn nhà như thế này nè, thì không có vợ con gì hết. Thì giờ sự việc như thế nào thì hôm nay tí là Cà Lâm sẽ mời các bạn hãy vào bên trong thì sẽ nghe là những cái người thân thì sẽ kể lại là vợ con ảnh như thế nào để cho mọi người cùng nghe nha. Đó thì bây giờ các bạn thấy là đây là một cái người vợ, thì người vợ là đang đốt tiền vàng bạc và cái đứa con nha. Hồi nãy là lúc đầu mình mới lại là chưa có hình á, bây giờ là mới có. Đó thì trong lúc 5 giờ chiều này thì sẽ đưa cho ông anh này đi ăn nghỉ cuối cùng nha. Đó thì đây là một cái bản cáo phó nè, ông Trương Quang Khanh nha. Thì mất là ngay chân bữa 14 tây tháng 9 năm 2024, thì năm nay là hưởng dương được là 42 tuổi. Đó thì đây là người vợ và thằng con trai. Chung là nhà thì ảnh một mình cho nên là cũng không có để lâu, nhưng mà chiều nay là cho luôn rồi. Ngày xưa là cũng không được linh hoạt không à? Không, là chậm phát triển nội nặng luôn. Trời ơi. Như vậy cái đó là người ta kêu là cái di truyền hả chị? Cái đó nhờ bác sĩ chứ em không biết. À. Thì tại đi khám bệnh á, thì người ta nói sao mình nói vậy, biết gì đâu. Học đỡ không chị? Học được không? Không, biết đọc được, viết được, nhưng mà làm toán là không được. Vậy là cũng như không biết tính toán nha. Không, ta cảnh báo là cấp 2 là thằng bé này lên không được, phải cho nghỉ đó. Trời đất ơi, sao mà? Tại vì tính toán nó tính không được, sao lên cấp 2 được. Ôi ôi. Là biết chữ thôi ha. Là chỉ biết chữ từ đây lớp 6 thôi. À. Lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Dạ. Yeah. Tội nghiệp nó quá ha. Là hiện tại giờ là cháu còn đi học không hay là? Dạ con. Còn học lớp 4, ngoài trường học Đồng Phú mình nè. À biết rồi. Trời ơi. Tưởng năm nào cũng học mà lãnh được cái giấy khen rồi cái người cha mừng ha. Không có năm nào được có giấy khen chứ, được lên lớp là mừng rồi. À. Đốt cho bà đi đốt. Rồi, nãy giờ con có đốt nhang cho cha chưa? Đi đốt cho. Đi con. Trời ơi. Chị luôn, chị phụ với cháu luôn. Nói chung là chị cũng nghe tin là chị về liền đó mọi người. Đi hồi là sáng sớm luôn hả chị? Dạ. Khoảng 7-8 giờ gì hả?
cỡ 9 giờ mấy giờ mới nghe. Đây đi lại tiệm cô Tư mua đồ đó. Rồi cô Tư cổ hay chỗ Phong ở trong đây nè. Ủa chị cũng gần đây hả? Cũng gần, ở đầu lộ trong nghe. Có chỉ người chị ở làm ở Củ Chi thôi ha. À mẹ ruột. Mẹ ruột chứ chị gái là làm ở Củ Chi rồi định cư ở ngoài luôn. Là ngày xưa vợ ngoài á. Dạ. Ủa rồi cái đứa này nó khù khờ nhưng mà cái đứa lớn thì nó có giống vậy không? Không. Là nó đỡ hơn hả? Đi làm. Cái lớn nó hoàn toàn thông minh. À. Có gia đình chưa? Có lên gia đình chưa chị? Dạ chưa. Chị tên gì ạ? À Hồ Thị Ngoan. Dạ, chị Ngoan ha. Ủa dạ. Rồi năm nay chị nhiêu tuổi chị Ngoan? Dạ em năm nay tuổi Đinh Mẹo hình như 38. À, còn nhỏ là ngành 4 tuổi ha. Còn... thì 37, 38 gì đó em không biết. À nhưng mà còn cũng quá trẻ ha. Ủa vậy là cái đứa lớn là chắc có gì không kịp rồi ha, chị Ngoan. Trong mong chắc ngày mai. À. Là... cho hay rồi. Dạ cho hay rồi. À. Tại vì cái này buổi chiều cho nên về khó kẹp lắm, ở tận Tây Ninh kẹp. Đúng rồi. Điện thoại thì là trong giờ làm việc. Dạ. Máy cho nó, cô bé nó không bắt máy được rồi em nhắn tin. À. Em nhắn tin nó là cha mất rồi. À. Mất rồi. Rồi nãy là chị điện là nó đi về chưa? Dạ chưa. Chưa về nữa hả? Dạ. Vậy là chắc này nó xong buổi chiều á. Rồi vậy là nó nha. Vậy là nó về trong đêm ha. Trong ngày mai hoặc là trong đêm. Mai mới được. À. Chị cho em hỏi là cũng như là giờ ảnh qua đời rồi, rồi bây giờ rồi cái ngôi nhà này rồi làm sao chị? Anh hỏi em cũng được không? À. Thì bây giờ em trước tiên là em kêu gái em nó về đây ở. À. Là trong vòng 2 tháng để xin người ta nghỉ việc là 2 tháng. À. Để thắp hương cho cha nó. Dạ. Yeah. Ngủ đi em không thể ngủ được. Chứ một mình bây giờ đưa gái chị ngủ đi cũng được. Cùng với con trai ha. Rồi bắt đèn sáng lên hết, tối khóa cửa. Rồi ở bên trong ngủ. Cái nhà này xưa hai vợ chồng tích góp mình làm hay như thế nào đi? Dạ là hai chồng cùng tích. Là hai vợ chồng chứ không có ai cho hai vợ chồng. Vậy là các cái nhà này chắc ngày xưa cũng tốn tiền nhiều lắm ha, ha chị. Cũng tốn, cũng khá. Dạ. Nhưng mà không có đủ tiền mượn thêm. À. Rồi khi mà chị cắt cái nhà xong rồi là cỡ bao nhiêu lâu là chị mới ảnh mới chia tay nhau? À, 2 tháng mấy sau, khoảng 3 tháng sau, hai đứa chia tay. À. Là có người đổ thừa cất nhà không được tuổi. Phải như biết hồi đó mà chia tay người ta đừng cất nhà. Nếu mà biết vậy tôi đâu cất, tôi ôm mớ tiền tôi đi chứ mất mới. Tôi phải cất. Dạ. Cất sạch túi rồi tiền tôi đi. Không, cái nhà này cắt ngày xưa chắc cũng cỡ cả 100 triệu ha. Không biết. À. Nhớ nổi luôn. Tại vì nhà nó cũng to. Chi phí ra nó quá nhiều. Dạ. Gọi tiền công tiền thợ không là nó tính 38 triệu rồi. Rồi rồi phải rồi. Gọi tiền cánh cửa không á là hết 30 mấy gần 40 triệu nữa rồi. Dạ. Vậy cho em hỏi chị là khi mà chị hay được cái thông tin là anh Thanh đây ảnh dùng một cọng dây anh ra đi tại cái nhà đó. Dạ. Là lúc đó ai là người cho chị hay chị? Em nghe trong tiệm cô Tư và là khách sạn chồng á. Dạ. Đi tiệm người ta cho em hay. Dạ. Là nó thắc cổ nó tự giận nhưng mà em không tin. Dạ. Tại vì ngày xưa vậy đó. Chồng của em hiểu nó rất là chết nhát. Dạ. Một miếng tay thôi là nó muốn xỉu rồi. Trời ơi. Cái máu rồi nó đã xỉu rồi. Em không tin bao giờ là ngày đó nó tự giận, dám tự giận, không tin luôn. Dạ. Cứ ngỡ là người ta nói chơi không à. Nhưng mà không hiểu tại sao cái sự việc nó lại như vậy, không hiểu được. Trước đó thì ảnh có gọi là trước khi những ngày anh ấy đó anh có nói gọi cho chị đó. Không, anh không có gọi, biệt tin luôn là mấy tháng nay là không có liên lạc được. À, chứ bình thường là ảnh hay chạy sang ngang chỗ nhà em lắm. Cũng những cũng nói chuyện bình thường. À, ảnh ngồi bên nhà anh hay tính á, là ảnh dòm qua bên đây chứ ảnh không có ghé thường. Nó thăm con được. Có. Làm theo trình tự ổng là cũng đàng hoàng lắm, cũng cho tiền mình bé đàng rất là đàng hoàng. Có nhiều người ta nói là do
ảnh bệnh hay chỉ họ ảnh là có không? Không, em lo bệnh cho ảnh mà xem mở được à. Nhà em cũng đứng ra em cất chứ Thanh Thanh cất đâu à. Em đứng ra em cất, chồng em bệnh em đứng ra em lo mà à. Em lo hoàn tất tất cả rồi à. Mà không hiểu tại vì sao vừa cất nhà xong á, không biết cái gì thiếu à. Vừa ảnh cứ đi ăn nhậu bê tha thành phần nợ nần thì nó rớt để hơi bị nhiều à. Tại cây gửi vàng có à. Để mà cất những cái nhà này nè yeah. Rồi thêm vô bệnh viện cái nữa mà không phụ em tiền nữa đâu, em say sở rồi ăn nhậu nó xanh ra là khiến cho em bực bội, vợ chồng gây gỗ rồi anh Vũ khô bên đánh đập đó, rồi nó dẫn đến ly hôn à. Chứ anh có thấy ai mà muốn ôm con ra đi mà cất nhà lo bệnh hết mới đi không? Vậy trong túi em còn ngàn nào để em nuôi con? Chị cho hỏi là từ khi mà chị chia tay với anh Thanh cho đến ngày hôm nay đó dạ. Khi ngày hôm nay chị nhận được cái thông tin là anh Thanh ảnh dùng bệnh dây ra đi dạ. Thì lúc đó là ngay thời điểm bây giờ là chị có cái tình cảm hoặc là quyến tiếc gì với anh Thanh không? Thương, rất là thương ừ. Tại vì không muốn chia tay chút nào, sống đúng 20 năm rồi ai muốn chia tay dạ. Nhưng mà cái thành phần anh đánh hoài là chị không nổi. Ủa bộ ngày xưa là anh thay đổi tính tình hay chị? À cậu không, em chỉ muốn anh bỏ cậu, anh bỏ cậu cũng không bao giờ đánh em à. Tỉnh vô mới có thành phần bạo lực thôi. Bình thường tỉnh là rất là được. Dạ. Mình chia tay bao lâu rồi chị? 2 năm mấy rồi à. Hiện tại mà chị có người mới hay những sản mới chưa? Có rồi, đăng ký kết hôn rồi à. Tại vì em ly hôn em không tài sản, không phải là em đột thôi. Dạ dạ. Không lẽ thì em ghét hai đứa nhỏ ở ngủ ở gần cậu à. Dạ. Không có được chia chác gì hết. Là mình không nhận ra chia với chồng. Tại vì bạn khác đất lúc đó chưa có qua ừ. Cho nên là anh Thanh ảnh nói là anh rất thương em và con rất muốn chia. Nhưng bây giờ bạn khác đất không có nên chia vợ và con không được. Thì bây giờ anh nói vậy đâu ai chắc được anh đâu. Thì em cũng không chắc luôn. Ảnh này cùng qua bên kia. Cùng qua bên kia. Bình thường đi qua bên kia đó. Chị thì thường ông bà có nói một ngày là vợ chồng suốt đời cũng là vợ qua chồng bên đó. Vậy mình có cái cái suy nghĩ là mình sẽ đậu tang anh Thanh không? Em thì em không dám đậu tang thì tại vì bên chồng em cũng có rồi. Hai đứa con em để tang thì vô tư. Dạ. Bởi vì là bên tại vì chính bên phía bên chồng cũng đang đợi. Em sợ bên chồng trước người ta kỹ hoặc người ta nói này nói kia cho nên em không dám. Đi qua đi con. Đi qua. Hai đứa con em thì đậu tang. Dạ, sau sắp tới là sẽ chị gái sẽ về với em nghỉ 2 tháng để mà để đội tay cũng như cấp thương chẳng có thể là 2 tháng nha. Dạ. Rồi con bé nó vẫn tiếp tục đi làm. Xin nghỉ việc 2 tháng. Xin nghỉ việc cho con bé đi việc 2 tháng. Dạ. Với mình nhóc này là đây. Vậy là hàng ngày cuộc sống của anh Thanh là ở đây sống cứ một mình hả chị? Thì ly hôn em rồi là chắc ảnh sống một mình chứ không sống nha. Còn con trai theo chị ha. Vậy thì nó theo em. Hai đứa. Tại vì anh Thanh ảnh nặng nhưng là cái khí tệ của anh hơi bị khờ thôi. Dạ. Anh đâu có lo cho thiệt luôn đâu. Rồi anh ăn nhậu anh lo không được cho nhỏ nhỏ chết rồi sao. Cho nên buộc lòng em là phải cho thằng nhỏ cho em lo. Nhưng mà em cũng có lời hứa là khi nào thằng bé nó lớn lên em sẽ trả về đây cho ảnh. Để nó tự lo bản thân rồi em sẽ trả về. Tự lo bản thân được là em đã mừng rồi. Ảnh khờ là ảnh khờ bẩm sinh hay như thế nào chị? Nó động hơn người ta. Anh nói gì nó cũng không hiểu. Có nghĩa là anh hay nghe lời người khác, người ta nói chơi mà tụi nghĩ là thiệt à. Anh hiểu rồi, hiểu ý nó dạ. Hả? Anh thường có ghen hay sao? Nghe lời người khác mà kiểu như sao? Ghen hay sao? Không, thí dụ như là kêu nó việc chơi, việc chỉ nó cái việc mà mình ta nói trên đầu nó xuống đúng không? Nhưng mà người ta cái ý người ta nói chuyện trên đầu nó xuống thì nó không biết, nó cứ ngỡ là kêu đó là đúng là thiệt là nó làm hả? Cho nên tức nhiều vớt là nhiều việc khi sống chung với nó em la dạy nó hoài như là mẹ dạy con vậy đó, với em mỏi mệt. Trời ơi. Ủa là anh, chị nói nó là ai? Nó là anh Thanh ha. Không, em nói chứ. Rồi, nãy giờ em tưởng đâu là nói thằng bé này. Chị cho em hỏi là ngày xưa chị với anh Thanh là quen nhau hay là làm ai chị? Quen nhau hả? Dạ à. Mình quen nhau hết học sinh thì sao? Không, anh đi xuống dưới chơi
đi xuống dưới nhà thờ Hương Thể, tại vì quê của em ở dưới Hương Thể. Lúc đó chị quen, chị có phát hiện là anh khờ không? Không, chỉ thấy nhậu nhiều thôi. Chị cũng nhậu đó nha. Nhưng mà không thích. Thì cha nói là cha thấy chỗ này được, mần ăn có nhậu nhưng mà có mần. Rồi cha chịu cho nên rồi... Đến nhau luôn. Hai mươi năm. Anh còn 19 thì tại trong 20 năm rồi. Tại vì em gì em đâu có mang bầu liền đâu. Vì 2 năm sau mới mang thai, thì con em năm nay nó 20 tuổi rồi, chia tay là 2 năm. Nếu như mà đặc dụ mà chị nghĩ về cái lý do mà hiện tại chị đang có chồng mới đó, mà chị không đậu tang thì chị có sợ cái miệng đời dị nghị không? Sợ. Mà đội thì sợ bên kia nó không vui. Dạ, cũng khổ hả chị? Chứ đâu đội tan đấu với em là chuyện bình thường. Dạ. Để miếng tan trên đầu có gì đâu. Mình sợ bên kia nó kỹ, nó không chịu gì nói. Tại vì nó quá gần. Nó sát một bên luôn. Không, từ đây ra ngoài khoảng cây số không chị? Từ nhà này má chồng sát bên đây. Cỡ cây số không? Theo em nghĩ chắc cây số ha. Chồng chị hôm nay có tới anh thế này không? Không, nhà. Chị có thử mà xin phép chồng chị là cho đổi tang không? Không có xin, nhưng mà em có nói là cho hai đứa nhỏ nó đổi tang vô tư, tại vì cha buộc có nó, rồi nó gật đầu. Cái chuyện thì cho hai đứa nhỏ thì chuyện bình thường rồi. Trước khi đến mình cũng phải xin chồng bên gia đình đồng chồng rồi ha. Thì chồng có nói là chồng trước của em nó chết, cho nên em dắt con em về. Thì em nói vậy đó. Nói chung bây giờ như là dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng, nếu đặc biệt mình có thể nào mình bàn luận với ông chồng hiện tại giờ mình xin đó, xin cho đổi tang được thì mình đổi cho ảnh lần cuối á chị. Được, để em điện thoại cho ông. Vì sao cũng cái tình cái nghĩa mà. Chị có điện thoại để không chia chị đổi cho em. Cũng vậy chị. Rồi bây giờ chị đổi là cho rồi chị xã vẫn được. Đúng rồi. Muốn để vẫn hả? Được mà. Được hả? Vừa cho xã liền luôn. Vẫn được. Được. Trời ơi, xã liền mà. Nó có cái nghĩa xã liền được thì khó con xin. Xin đi. Hả? Xin không? Không, phiền không? 25 giờ đã chôn rồi thì không cho ông xin. Nói với ông này là khi chôn vợ con xả tang luôn. Trời. Đặt cho nó còn cái nghĩa đó chị. Là xả liền luôn trời. Không, nhưng mà chị gọi cho các em, tại vì mấy em mà đi hình mà lại dính chị vô ngoài lòng á, anh thấy hiểu không? Cũng như là chị đúng hỏi trước cho chắc ăn hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Không giờ có máy ra điện. Con ngồi đi con đốt đi. Rồi chị cho em điện cái nha. Rồi chị điện đi. Đó thì đây là cô thứ 9. Dạ, con chào cô nha. Ủa là cô làm sao dữ? Cô thứ 9 còn ba nó thứ 10. Dạ là cô ruột luôn ha cô. Chín ba của bé này thứ 10. Dạ. Ủa rồi hồi sáng này cô lập gia đình ở chỗ á con. Dạ rồi khi mà cô hay là cô hay hồi nào cô? Cô hay thì hồi nhỏ em dâu mờ mờ nó trong kia cho hay rằng cũng khoảng 8 giờ vậy. Dạ, dạ 8 giờ sáng ha. Rồi cô mới đợi con mới con nó dậy ở trên sân á. Dạ. Về đây mấy hai mẹ con mới lên đây. Trời ơi. Cô chín. Cô nghe có cái tên mà cháu mình bắt về mà bất ngờ không? Trời, cô xúc động, cô không có kèm đâu. Dạ, trời ơi. Tại vì cháu mình, cha mẹ nó mất hết rồi. Vợ thì bỏ đi theo người khác. Dạ. Con thì nó cũng không có quan tâm tới cha nó nữa. Trời ơi. Nên hình ra cô cũng rất là đau lòng, xúc động lắm. Dạ. Nhưng bây giờ, đúng rồi, nhưng biết làm sao bây giờ thì nhờ có mấy đứa cháu của cô trên này là con cô thứ ba nó, chứ con của chú mờ nó là em ba nó này kia, sớm liền bà con phù giúp đùm chứ cô xa cô cũng mới tới, vậy cô cũng nhờ mấy con rồi này kia hỗ trợ giúp đỡ cho cháu. Rồi dạ. Cô rất nước mắt luôn, khóc quá, buồn lắm chứ. Cháu cô còn có người thứ sáu xuất gia Đà Lạt. Nên ở xa quá cô cũng không về được. Cô có cho hay mà cô thứ sáu về không được. Rất đau lòng dữ lắm nha. Cô cũng biết nói sao bây giờ, tại vì cháu mình nó cũng vô phận vô phước. Nhưng vợ chồng nó cũng gã cũng tự nó đứng tìm với nhau với cũng như là hai người đến với nhau. Đúng ha. Rồi sau khi không biết lúc này thời gian cô ở xa cô cũng hiểu được sao vợ chồng nó phải chia tay. Cô nãy nghe con nói là đi theo người khác mà sao tính sau rồi con nghe đồng mà nói là ảnh nhậu rồi người do anh nhậu rồi chỉ bỏ đi là sao cô thì cái chuyện đó ở trên này cô cũng thành lắm đúng rồi đó. Ví dụ con biết không, ví dụ mình rước ra đi ai cũng dành tình cảm ai cũng phải
rất đau lòng cho cháu cô. Dạ. Ví dụ đau 5 ngày, 10 ngày đi nữa, chúng nhau lo. Dạ. Khi mất thì cũng buồn. Dạ. Còn này không biết có buồn thế nào, cũng phải tự nhận. Dạ. Chú nói là, theo cô vừa con nói là chú nó ảnh có nhậu không? Nhậu dữ không? Có lo lắng không? Chú thì vợ con bê tha gì cũng nhậu lắm. Dạ. Vì cô cũng khiên hoài mà. Dạ. Nó không bỏ nhậu nhậu nhiều có gà có làm thôi nó điện lại làm nhớ lúc kia cũng đi. Ủa vậy là chị đã điện rồi hả? Rồi ảnh nói sao, ảnh có cho chị đội tan không? Điện xin má ảnh 3 phút nữa anh điện lại. À đi gọi cho anh chồng bây giờ là xin phép đội tan chút xíu xả. Thì tại vì không có được tới đồng hồ luôn đó. Không tới chút xíu à. Khoảng chừng 20 phút là xả tan rồi. Thôi kệ đi cho ta làm phải phép người ta đi. Rồi dạ dạ. Nó không ừ tôi cũng đổi con sao đây. À đúng rồi. Không nhưng mà sợ mấy anh em ghi hình chị là đưa lên chị người ta chồng thì chị thấy bịch tan rồi sao? Ủa vậy hả? Ừ. Đấy. Thì tất nhiên cũng như mình đại điện đi, đại điện thoại đi. Đúng rồi, chị đã điện gửi rồi mà chưa trả lời ha. Nó nói 3 phút. Rồi. Cho má hay rồi xong rồi em điện trả lời nha. Rồi. Rồi đại đi. Thì ở theo chồng phải nghe lại. Đúng rồi. Gái, mình, đúng gái theo chồng hả? Gái thì phải đi theo chồng. Theo chồng là phải nghe lời rồi. Vợ về nhà chồng phải đi theo chồng. Ờ đúng rồi. Chị nó không cho tôi về đi lộn ra nhà má cửa mở qua luôn không sao đâu. Trời mà tự nhiên đó. Anh nó ăn dài nhưng mà chơi dữ vậy chạy được xíu 10 giờ tới 10 giờ. Vậy lớn ha. Tại mình ở với người mới thì mình có thêm con riêng cho chị. 5 giờ là con. Dạ. Ủa nhưng mà chồng sau này cưng chị nhiều không ha chị? Không. Không, ai cưng ai hết trơn. À cũng như là tự ai nấy sống ha. Bình đẳng nha. Ý là giữa anh này với anh mới giờ là anh sao? Đã luôn chị. Thằng kia thì nó không có vũ phu. À. Nhưng mà nó xài tiền chị không nói. Trời đất ơi, ai cũng có tiền ha. Thì có tật. Sao cho tròn vậy? Dạ. Còn ông này ít xài tiền hơn nhưng mà nhậu vô thì hay vũ phu. À. Thằng kia nó không đánh ý, thì ý là sao tự nhiên ví dụ mình có cãi lộn hay là chỉ có mày tao đâu tôi tới nóng tí lớn tiếng ảnh không chứ tự nhiên em dám chối với mấy anh sao đúng là có thì lời qua tiếng lại là nó phải có thôi em nói là cái gì cũng phải rồi rượu nó có trong người thì nó đánh mình không ngọt ngào mấy anh nên mỗi lần lớn tiếng là mày nhậu hoài rồi chỉ lộn rồi ha nhậu chứ mừng chứ anh nhắm cơm áo gạo tiền gì cũng bắt em lo xem lo nổi là có nghĩa cũng về cũng nghe nói rồi chồng sỉnh rồi bắt đầu tác động vật lý. Dạ. Ừ. Đó có ghen là lúc sỉnh mới tác động ha chứ bình thường thì không có. Không có chứ không phải tự nhiên. À. Bình thường anh hiền ha. Hiền không. Ừ. Tại rượu vô thì anh đổi tính. Nếu khi nhầm khi mà phụ nữ mà về hay nói á. À. Nhậu hoài sao như này nọ rồi anh nóng. Mình em cũng nhận cái khuyết điểm của em là em cũng hay nóng tính hay trả lời. Dạ. Ghen thì. Ủa. Không có đổ thừa cho anh hết được. Ừ. Rồi đợt sau là mình có rút kinh nghiệm không chị? Cái người thằng sao? Kia hả em tính thành em nói thế nào không phải là em sợ à. Mà là em chán không muốn nói nữa vậy là còn anh ai nấy sống thì cuộc sống ai nấy lo đơn giản vậy thôi vậy là chỉ có rút kinh nghiệm đặt đầu ha hả à. Cho vụ đánh thằng kia đánh lộn đâu lợi em thôi em sợ tướng nó nhỏ xíu con à. Em xỉ nó cái nó té cái đụng rồi vậy là chị bự anh nói luôn ha bự à. Anh sao ủa chị của chị có biết là chồng chị là ngày thường là ngủ ở chỗ nào không sao mà hai cái phòng bụi không chị thường ngày thì hồi đó có em thì hai chồng ngủ trong phòng vợ nhưng mà bây giờ nè anh ngủ ở đâu nè bây giờ thì chắc em nghĩ rằng là có cái buồng dài ngoài đây hai cái phòng không ngủ luôn không có ngủ luôn là hai cái phòng ở cảm thấy ảnh không nhớ tới luôn hồi em vô em đau lòng hết vậy chắc có lẽ là ảnh nhớ sợ ờ đúng rồi bây giờ ngủ em vô trong đó mà không thấy ngủ ngoài luôn á em thấy bụi bặm không có dấu chân dấu tay gì trơn á đó bởi vậy là kiểu như là nhớ là cái kỷ niệm hai vợ chồng cho nên ảnh kỷ niệm mà hai vợ chồng ngủ chung cái phòng á nhà mình không có cái bộ gạt hay là cái gì hết trơn á chị có một cái nhưng mà không biết bây giờ ở đâu cũng không biết luôn nữa lỏng nhầm cái giường đó ngủ hồi đó hai vợ chồng ở là ngủ giường hay sao thì mua niệm gì trải vô trong hai cái phòng đó ngủ khi cái giường mà nhớ chị ảnh không ngủ được á rồi ở ngoài đây là một cái chổng chồng là cũng có một cái bộ ngựa ngoài đây nè mà bây giờ không biết nằm đâu không biết luôn thấy trong nhà trống lỏng không có bàn ghế gì chị chứ hồi đó em ở đây em cũng mua sắm đầy đủ mà thì toàn bộ trong cái nhà này góc nhà rồi thì muốn mua sắm đều là hai vợ chồng cùng nhau tích lũy Thank you.
đỡ ân hận để chị gửi cái ảnh này, chị có gửi lời gì không? Thì em sẽ nhận, em không chửi anh, anh không đánh em thôi, chị biết nói gì giờ. Giờ hạnh phúc tới giờ này em, mọi người nhận chút là cũng 20 năm rồi. À, cũng ở 20 năm chứ đâu phải mới đây. Phải chi mà mỗi đứa kiềm chế chút xíu thôi thì chắc có lẽ chồng tôi kia chứ. Năm đầu cứ tuổi trẻ mà. Mà ai cũng muốn lớn tiếng hết trơn ha. Thì ai cũng muốn hơn thua hết trơn á. Rồi giờ ra đi cái bỏ nó ở lại. Rồi. Nó sanh ra buồn rồi không vợ. À. Thì nó cũng gặp tôi, nó khóc hoài mà. Khóc hoài luôn. Tôi cũng khóc luôn. Chị cũng khóc luôn. Khóc luôn. Không nhưng mà à, ngoài đường xíu cho xã hội ta thấy luôn. Cho tiền cho à. Không nhưng mà ảnh gặp chị khóc, nhưng mà có khi nào mà chị có gì đây mà chị là thăm ảnh bên nhà này không? Không dám. Thật sự là không. Không cũng như lâu lâu mình gì đây mình thăm nhà của mình ngày xưa. Có lâu lâu ảnh có đề cập là thôi chị quay lại ở với ảnh không? Có năn nỉ không? Có năn nỉ không á? Trời ơi có. Mà bên kia đã làm giấy kết hôn rồi nữa. Kết hôn rồi ha. Cái lời năn nỉ của ổng được người ta nghe. Ừ. Học lại thằng kia. À. Hai chồng đi lông một trận. Thì tất nhiên rồi. Cho nên mà người nào học lại người đó cũng ác lắm luôn. Tôi đã kết hôn rồi sao tôi về được mà không? Được không kia, cái bên kia về. Về lộn. Trời ơi. Quá sốt thiệt ha. Anh Thành cũng bây giờ. Thì mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ đó các bạn, thì Tí Lạc làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem. Thì một người đàn ông năm nay là 42 tuổi thì ảnh đã qua đời một mình ở trong cái ngôi nhà này nha. Thì hôm nay thì hồi sớm giờ Tí Lạc Lâm thì cũng có hỏi là những người vợ của ảnh, là những người anh, những người em. Thì hồi sớm giờ người ta cũng chia sẻ rất là nhiều rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí Lạc Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí Lạc Lâm bạn. Hãy cho Tí Lạc Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí Lạc Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí Lạc Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.